Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh tốt diện chúng tôi. Tên tôi là Ngô Tùng, đến từ công ty nhiệm hoàng diệt chuột số 1. Thì hôm nay thì công ty chúng tôi thì diệt mối cho sàn gỗ. Thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách diệt mối cho đồ gỗ. Thì thường là mình sử dụng BMC, mình phun thuốc cho lan truyền. Thì ở đây á, thì do chủ nhà thì muốn lót lại cái sàn gỗ mới nên tiến hành tháo ra, thì mình phun thuốc nước vô nhá. Thì bên mình chuyên sử dụng loại thuốc Mithit, nó vừa diệt vừa lan truyền. Đây đây là cửa hàng lo, thì để xử lý cái này á, do họ muốn tháo ra thì bên mình xử lý giống như tháo phân nửa, xử lý xong rồi tháo phân nửa tiếp. Đây các bạn xem, lót sàn đây là bê tông nè, bê tông mà nó ăn lủng lỗ hết luôn. Đây mình quay cảnh con mối cho các bạn xem, đó thấy không, có mối bò từ dưới đất đi lên rồi xong nó ăn theo những lằn. Đây nó ăn bê tông luôn nè, tạo thành những cái lằn ở dưới bê tông luôn. Thì con mối nó bò lên ăn cái dáng, hầu như là tất cả những cái trong cái cửa hàng này xung quanh là mối bò đi hết luôn các bạn ạ. Nên cái mình hướng dẫn các bạn cách xử lý mối á, là tập trung vào những chỗ gạch ốp tường nè, và những cái ghìa xung quanh tường á. Thì con mối chủ yếu là lên từ cái vách tường xong rồi nó mới đi lên. Thì các bạn phun thuốc gì các bạn cứ ngăn ngừa tập trung ở những cái nơi vách tường, là nó con mối lên nó gặp thuốc nó lan truyền xuống nó chết không. Này thì mình khảo sát, mình tiến hành mình khảo sát rồi xong rồi mình đưa ra cái hướng để mình giải quyết. Đây rồi mình tiến hành pha thuốc và mình bơm trực tiếp xuống nền luôn, thì cái lượng thuốc nó sẽ ngấm trực tiếp ở dưới lớp gạch, thì con mối nó bò lên thì nó sẽ lan truyền xuống dưới. Đây hiện tại là mình đang sử dụng cái loại thuốc Mithit, thì lúc Mithit nó vừa lan truyền vừa diệt. Thì lúc phun nó thì tạo thành một lớp bột trắng ở trên bề mặt và thấm sâu xuống lòng đất, thì những con mối nó bò lên nó gặp thuốc nó lan truyền trực tiếp xuống dưới. Đây các bạn xem mình pha thuốc nha. Đây thì mình đây mình tiến hành mình phun thuốc, thì mình phun một lớp nước thấm đậm hết cái chỗ mà mình cần xử lý. Mình tập trung nhiều ở những nơi vách tường.
Còn các ống ở đường điện á, thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn cách xử lý mối trong ổ điện. Thì các bạn dùng BMC 90, các bạn phun vô những cái chỗ đã bị mối, hay là những cái ống mà dẫn dẫn điện á, dẫn cái đường đường dây dẫn điện á, thì các bạn phun thuốc bột vô, không được phun thuốc nước nha. Ông phun thuốc nước vô là nó dễ bị chạm, dễ bị cháy. Vì dưới mà coi cái thuốc bột mà nè phun vô nó lan truyền, nó giữ ở đó luôn, thì con mối nó không bao giờ lên được ngay cái đường điện đó nữa. Đây thì các bạn xem mình xử lý câu điện như thế nào nhá. Thì đây thì mình có cái đồ bóp bóp bột á thì dễ hơn, nhưng mà bạn hạn chế nha, đồ điện mà có inox đó các bạn phun phải coi kỹ lại, không thì phun trực tiếp vô cái chai nhựa vô luôn. Mình phun thuốc rồi xong rồi mình cho nó ướt đẫm hết trơn, cho thấm xuống dưới, rồi xong mình lót sàn lại mới. Xung quanh bên ngoài kiến dán gì chết hết luôn. Thì các bạn xem video mà thấy hay và bổ ích, nhớ like, share để nhiều người cùng biết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.